Trong ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bảy cái lưu ý cực kỳ cực kỳ quan trọng đối với các bạn sinh viên đang làm nghiên cứu khoa học. Hôm qua thì tôi có họp với gần 60 bạn sinh viên ở khoa tôi với hơn 20 đề tài. Sau khi các bạn ấy đã nhận được đề tài để có cái phần hướng dẫn cho các bạn ấy. Thế thì hôm nay tôi chuyển cái phần hướng dẫn lên trên này để có thể là có nhiều bạn sinh viên hơn có thể tiếp cận được thế thì các bạn lưu ý một chút là khi mà các bạn làm nghiên cứu khoa học đúng không ạ thì nó mang lại cho các bạn rất nhiều những cái lợi ích cho nên các bạn đừng du sợ nhé đó là cái kết quả mà trái ngọt mà chúng ta đạt được phía sau tôi sẽ nói qua nhanh một chút thôi ạ ví dụ như là khi làm nghiên cứu khoa học chắc chắn các bạn sẽ được học được cái cách tư duy một cách logic nhất các bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm việc thân quen hơn nhiều hơn với à, giảng viên để từ đó có thêm các mối quan hệ thứ hai là trong quá trình các bạn đi khảo sát các bạn lại có thêm các mối quan hệ xã hội khác và các bạn mạnh dạn hơn các bạn biết khai thác thông tin hơn các bạn đến những cơ quan đó các bạn gì ạ, có thêm các mối quan hệ xã hội nhiều hơn nữa và đặc biệt đó là khi giảng viên người ta nhìn được cái tố chất của các bạn cái cơ quan đó người ta nhìn được tố chất của các bạn rất có đó chính là cái cơ hội việc làm, tất có thể là cơ hội học tập của các bạn ở rất nhiều các cái um, cấp khác, đúng không ạ? Cái vấn đề tiếp theo mà các bạn được đó là khi mà các bạn đã làm thành công một cái đề tài nghiên cứu khoa học rồi, thì tất cả các cái báo cáo, các bài tập lớn, các bài tiểu luận, khóa luận sau này của các bạn đối với các bạn nó chỉ là mũi thôi, đúng không ạ? Cũng là làm một việc mà chúng ta đạt được rất nhiều mục đích khác nhau, đúng không? Nhưng tuy nhiên để đạt được cái thành công của cái Uh, nghiên cứu khoa học đó là một cái uh, quá trình cũng tương đối là dài và vất vả. Thế thì hôm nay tôi sẽ đưa cho các bạn bảy cái lưu ý cực kỳ lưu ý bởi vì tôi đã có cái, uh, cái 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 trải nghiệm đúng không ạ? ở Trong quá trình hướng dẫn rất nhiều bạn sinh viên đạt được các thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học hay là quan tâm nghiệp thì hôm nay các bạn lưu ý nhé thì cái đầu tiên tôi muốn nói với các bạn đó là chúc mừng các bạn bởi vì tao sao tôi lại nói là chúc mừng ví dụ như khoa tôi vừa rồi có hơn 40 đề tài các bạn ạ hơn 40 đề tài nghiên cứu khoa học thì cuối cùng cũng chỉ được hơn 20 đề tài thôi Có nghĩa là một nửa số đó đã bị ao ngay từ vòng gửi xe rồi Thế cho nên các bạn còn ngồi đây còn nghe tôi nói về cái nghiên cứu khoa học có nghĩa là diện chúng ta đã qua được cái vòng khó khăn đó rồi đúng không ạ chúc mừng các bạn à, sau khi chúc mừng các bạn rồi thì chúng ta phải bắt tay vào làm thôi đúng không ạ? Thì bắt tay vào làm cái việc đầu tiên tôi muốn comment cho các bạn đó là trong quá trình mà tôi đã từng quản lý về cái uh, nghiên cứu học của khoa thì tôi thấy rằng cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm ngay đó chính là liên hệ với giảng viên liên hệ với giảng viên để làm gì để các bạn làm việc với giảng viên để ra soát lại cái tên đề tài như vậy. Sau khi hội đồng người ta duyệt như vậy thì cái tên đó có phù hợp với bạn không? Có phù hợp với giảng viên đang hướng dẫn không? Rồi thì cái sức của bạn có làm được không? Khó khăn ở đâu vân vân và vân vân. Để có thể là con sẽ điều chỉnh một chút về cái tên đề tài cho nó phù hợp hơn, cho nó nhẹ nhàng hơn, cho nó gì ạ? Cho nó có thể đạt hiệu quả cao hơn. Thì các bạn lưu ý rằng các trường thì người ta cho bạn thay đổi tên đề tài nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Ví dụ một tuần đến hai tuần. Cho nên cái việc ngay bây giờ nhé, ngay thời điểm này các bạn phải liên hệ ngay để xem là gì ạ? có vấn đề gì không chứ nếu mà có vấn đề gì sau đó một hai tuần không thay được là các bạn bắt buộc phải làm mà làm không làm được có nghĩa là chúng ta diện đã bị chết ngay từ cái gì ạ chết ngay từ cái thời điểm đầu tiên chưa khi bắt đầu vào diện và đề tài rồi lưu ý đầu tiên nhé cái việc thứ hai các bạn cần phải hiểu rõ nữa cho tôi đó là gì cái vai trò của giảng viên hướng dẫn các bạn đừng nghĩ rằng giảng viên hướng dẫn là cái người mà phải làm cùng với mình không phải đâu cái người giảng viên hướng dẫn chính là cái người gì ạ? người ta chỉ cho mình đúng không ạ cái cách thức mà mình có thể làm và người đó là cái người mà diện dẫn dắt mình đúng không ạ người đó là cái người mà thảo luận cùng mình đúng không và họ chính là cái người mà phản biện bạn đầu tiên trước khi ra hội đồng phản biện tất cả các cái nội dung và từ đó bạn và giảng viên của mình có thể là tìm ra được cái con đường đi tốt nhất đúng không ạ và họ chính là cái người mà chỉ cho bạn cái con đường nào đi tốt nhất còn bạn có đi được hay không đúng không ạ bạn sau này bạn có đi được hay không hay là kết quả của bạn như thế nào thì không hề ảnh hưởng đến cái gì ạ? đến cái kết quả của người ta có thể là ảnh hưởng một chút đến cái danh tiếng của họ đúng không? Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng đây là đề tài của bạn không phải là của giảng viên, cho nên hãy hiểu rõ cái vai trò của bạn, vai trò của giảng viên trong đề tài. Đừng bao giờ ỉ lại ở giảng viên, hãy luôn luôn chủ động. Các bạn nhớ chưa ạ? Nhớ cái điều thứ hai bạn phải hiểu cho tôi là gì ạ? Vai trò của giảng viên. Cái điều thứ ba bạn phải gì ạ? cực kỳ lưu ý cực kỳ lưu ý tại sao tôi nói cực kỳ lưu ý bởi vì các bạn phải nhớ rằng cái quá trình làm nghiên cứu khoa học của bạn kéo dài bao nhiêu ạ kéo dài 6 tháng ví dụ từ bây giờ là tháng 10 đúng không ạ đến tháng 4 năm sau là 6 tháng vậy bạn rất có thể sẽ ngủ quên trong 6 tháng này ví dụ như là diện còn hai tháng nữa là tết rồi cứ ăn tết xong rồi tính đúng không ạ thế cho nên là bạn hãy chủ động hãy cực kỳ chủ động bởi vì đề tài của bạn và hãy tạo ra một cái lịch trình và đưa giảng viên của mình vào lịch trình của mình đừng bao giờ diện bị theo cái lịch trình của giảng viên hạn chế nhất có thể đúng không ạ bởi vì giảng viên họ rất bận cho nên bạn phải đưa họ vào lịch trình của mình và thúc ép họ đúng không ạ đi theo cái lịch trình của mình và giám sát hộ mình rồi thì sửa bài cho mình rồi thì comment cho mình rất đúng không ạ thì đấy là cái gì? cái việc làm khôn ngoan kể cả khi tôi làm luận văn thạc sĩ cũng vậy đúng không giảng thầy của mình rất bận nhưng mình luôn luôn là diện thầy ạ à, đúng không à, em gửi cho thầy rồi không biết hôm nào thì thầy có thể sửa được cho em hoặc là hôm nào em có thể gặp được thầy thì chắc chắn thầy sẽ phải nghĩ đúng không ạ thầy sẽ nói diện ờ thế cuối tuần này được không vậy là diện OK vậy cuối tuần này mình sẽ gặp thầy để sửa. Vậy là mình luôn luôn là cái người chủ động thời gian và nhắc thầy về cái thời gian đó. đúng không? Đến ngày thứ bảy rồi thì mình nói thầy ơi mai chủ nhật rồi chắc mai thầy cho mình gặp nhau thầy nhỉ? Đúng không? Thầy nói, OK OK đúng lịch đúng không ạ? Các bạn hãy cực kỳ nhớ tôi điều đó và hãy nhớ thêm cho tôi một cái đầu dòng đó là khi làm việc với giảng viên bạn phải cực kỳ nhớ cái điều là phải có cái biên bản làm việc. Biên bản ở đây không phải là bắt giảng viên của bạn ký vào mà bạn hãy viết những cái nội dung mà hôm nay giảng viên của mình yêu cầu mình sửa, giảng viên của mình yêu cầu mình phản biện những cái vấn đề gì mình phải ghi lại ngay để về nhà mình còn diện mình còn mất cả một thời gian dài để mình xử lý cái đống đó đúng không ạ chứ không phải là diện gật đầu gật đầu vâng em hiểu rồi em hiểu rồi đúng không ạ xong sau đấy là diện về ra đi party với bạn một buổi là diện là quên sạch cực kỳ nhớ cho tôi là phải có cái gì ạ phải có cái biên bản này được chưa ạ OK nhé. Xong điều thứ ba rồi đến điều thứ tư và bạn cần phải nhớ cho tôi là gì ạ? Khi làm việc cái cách này là cái cách mà tôi đã từng giảng hướng dẫn cho giảng viên à, cho, cho sinh viên là gì ạ? À, khi mà tôi hướng dẫn bao giờ các bạn phải nhớ rằng là hãy đưa cho giảng viên của mình hãy yêu cầu giảng viên của mình sửa cho mình từng phần một từng phần một nhé. Có nghĩa là gì ạ? Sửa từ cái thuyết minh thuyết minh ban đầu mình ra hội đồng có thể chưa tốt, sửa thuyết minh, sửa bố cục, sửa chương một chương 2 sửa toàn bài. Đúng không ạ? Có nghĩa là mỗi một cái phần như vậy, mỗi phần thuyết minh các bạn sửa 2 3 lần này, chương 1 2 3 lần, chương 2 2 3 lần, chương 3, 3 2 3 lần, toàn bài 1 2 lần vậy là tổng số lần sửa các bạn là mười mấy lần đúng không ạ nó cực kỳ kỹ nó đi đến đâu là đẹp đến đấy ví dụ như sửa cái đầu cái đầu đẹp trai rồi đúng không ạ xong sửa đến cái cổ sửa đến cái mình đúng không ạ đến đâu là nó sẽ cân đối đến đó chứ không phải là bạn bạn viết một bài cho hoàn chỉnh hết rồi xong bạn đưa cho giảng viên bục một cái thầy ơi thầy sửa cho em thế bây giờ thầy bảo là ui rồi em ơi sai ngay bố cục rồi thế chẳng nghe chúng ta làm lại từ đầu à nhé tuyệt đối không bao giờ được làm như vậy và tôi theo dõi hàng năm tôi thấy là diện dạ, sinh viên cực kỳ thích làm cái kiểu là diện dạ, tự ý mình làm hết xong rồi gửi cho giảng viên đúng không? 4 5 6 nó lặn một hơi, 4 5 6 xong nó nổi lên là diện nó đưa một bài toàn thể. Ngày mai ngày kia nộp rồi. Giảng viên bó tay không ký, vậy là diện đề tài sập. Cực kỳ nhớ cho tôi là sửa theo cái cách này nhé các bạn nhé. Cái kiểu điều thứ năm mà các bạn phải lưu ý cho tôi nữa là gì ạ, sau khi nhận được đề tài rồi, nhận được sự chúc mừng rồi đúng không ạ, thì không được ngủ quên mà phải bắt tay và làm cái việc khó khăn nhất, cái việc mà lan giải nhất, cái việc mà lâu la nhất, đó chính là cái việc mà đọc tài liệu. Ví dụ như ở nghiên cứu về cái vấn đề về KPI trong đánh giá nhân viên hành chính chẳng hạn, thì bây giờ phải đọc tất cả những cái vấn đề xem nhân viên hành chính là ai đúng không ạ, từ khóa nhân viên hành chính, từ khóa KPI, đọc tất cả các tài liệu đúng không ạ, đấy là cái việc mà gì ạ khá là dài chúng ta có thể là diện chia nhau ra hoặc là một mình mình thì có thể là diện đọc trong cả tháng đọc trong cả vài tuần đúng không sau khi nát tất cả vấn đề rồi mình hiểu sơ sơ về tất cả vấn đề rồi mình bắt tay mình diện mình vào làm các phần đúng không ạ Đấy thì đây là tôi comment cho các bạn ba cái kênh để các bạn có thể tìm được dịa, cái tài liệu để có thể là đọc được nhiều nhất và trong đó có một cái các bạn ít khi các bạn sinh viên để ý là gì ạ mình phải sử dụng tất cả các nguồn các nguồn diện các nguồn lực của mình đó là các bạn của mình đang học tất các, các trường khác nhau mình sử dụng luôn cái diện cái tài khoản um, thư viện của bạn mình đúng không để đọc. Vậy là mình có thể tiếp cận rất nhiều nguồn khác nhau rồi. Và các bạn một điều mà lưu ý nữa là cái thư viện quốc gia Việt Nam các bạn có thể lên mạng để search, tìm được tất cả tài liệu rồi, ghi chép vào rồi xong hôm sau mới lên thư viện cho nó nhanh được chưa? Và hãy lưu ý cho tôi rằng là đọc được tài liệu nào thì hãy ghi đầy đủ thông tin của tài liệu đó ra một cuốn sổ để sau này mình còn làm làm, làm gì ạ danh mục tài liệu tham khảo mình còn làm cái gì ạ à, lịch sử nghiên cứu vấn đề chứ không đến lúc đấy lại tìm lại thì thực sự là gì ạ? mất rất nhiều thời gian cực kỳ và cực kỳ lưu ý cho tôi cái việc đọc tài liệu nhé đọc càng nhiều bài của bạn gì ạ? càng tốt lưu ý nhé cái điều số 6 đó là lưu ý các bạn đó là cái việc làm việc nhóm à, rất nhiều bạn hỏi là làm việc nhóm như thế nào đúng không ạ thì các bạn phải nhớ cho tôi rằng là năm nay tôi để ý rằng là rất nhiều nhóm làm thường các bạn sinh viên chưa làm bao giờ làm việc nhóm nhưng các bạn phải hiểu rằng là nhóm nó có một cái yếu tố là gì ạ cái nhược điểm của nó là rất có thể các bạn ỉ lại ỉ lại là một chuyện cái thứ hai là, là gì ạ cái nhận thức của các bạn trong nhóm không đồng đều thế cho nên có một đứa có thể nó hiểu hết rồi rất hiểu rồi nhưng mà có những đứa khác nó không hiểu cái thứ hai là khi mà gặp thầy cô thì một hai đứa gặp thầy cô xong mà thầy cô trao đổi thì nó biết nó biết là về nó trao đổi lại cho bạn thì là gì ạ tam sao thất bản mất rồi vậy là cứ lùm xùm hết cả lên mặc dù bốn năm đứa là một nhóm nhưng mà kết quả không cao vậy ở đây tôi có một vài cái comment dành cho các bạn thứ nhất là gì ạ các bạn phải đầu tiên các bạn phân quyền với trong nhóm ai là trưởng nhóm và khi trưởng nhóm đưa ra cái quyết định rồi thì mọi người phải thực hiện như thế nào đúng không ạ? Đây là cái kỷ luật của nhóm. Khi mà có mâu thuẫn thì ai sẽ là cái người mà chốt cái vấn đề lại, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta phải đưa ra như vậy. Cái thứ hai là, là chia nhau đọc tài liệu. Như tôi nói cái vấn đề đọc tài liệu là cực kỳ mất mất thời gian cho nên hãy chia nhau các cái nguồn để mà tìm đọc. Khi tìm đọc thì phải nốt lại để cho sau này về diện về gộp lại để tất cả mọi người sẽ đọc chéo vào nhau để hiểu tất cả vấn đề, được chưa? ạ? Xong sau đó là diện chúng ta phải tranh luận nhau để đưa ra được cái khung, sau khi đã thống nhất được cái khung rồi, đúng không ạ? thì chúng ta chia nhau ạ bắt tay vào làm, thì có thể là một sẽ có thể là có một người viết nếu mà cái người đó viết tốt nhất, bởi vì có một người viết thì tất cả các phần nó sẽ ạ? nó sẽ theo một cái mạch văn, còn nếu mỗi một người một cái mạch, một người viết một phần cũng được, nhưng mà có thể là mỗi một người cái trình độ khác nhau, cái nhận thức khác nhau, cái cách hành văn khác nhau, đọc nó sẽ bị lủng củng một chút nếu mà mỗi người viết một phần thì sau đó vẫn có phải là diện chúng ta phải diện phải soát lại một lần nữa cho nó thống nhất được chưa? Tiếp theo là diện khi mà bắt đầu đến cuối giai đoạn là chúng ta phân chia tiếp. Cái gì Cái 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 theo cái gì, theo cái năng lực của từng người có thể là người nào giỏi tin học thì người ta sẽ thiết thiết kế một cái bài PowerPoint thuyết trình thật tốt. Người nào có thể là khả năng ăn nói tốt thì người đấy sẽ là người thuyết trình, đúng không ạ? Còn người nào là người phản biện tốt hoặc là trao đổi tốt thì người đó sẽ là cái người mà sẽ nắm tất cả các thông tin để diện để có thể phản biện lại trong cái hội đồng của chúng ta. Và một điều nữa các bạn lưu ý rằng là cái mức độ am hiểu về đề tài của chúng ta phải ngang nhau. Đúng không ạ? Bởi vì trong cái hội đồng rất có thể người ta sẽ hỏi người này hỏi người kia, đúng không? Và chúng ta chỉ có khi chúng ta ngang nhau rồi thì chúng ta mới có thể comment cho nhau thôi. Chứ cái người này còn chưa tới thì làm sao nó comment cho mình? Vậy là làm 5 người cũng chỉ làm bằng làm diện là một người. Vậy là phí. Các bạn lưu ý cho tôi nhé Cái điều số 6, đó là chính là gì ạ? À, cái điều số 7, tôi xin lỗi cái điều số 7 mà tôi rút ra được khi tôi nghiên cứu à, tôi khi tôi hướng dẫn các bạn đó là gì? Hãy chú tâm đến từng cái nhỏ nhất. Các bạn phải nhớ rằng là khi các bạn gửi bài cho giảng viên dù là thuyết minh hay là phần 1 hay là chương 1 hay là bất cứ cái gì, bạn phải căn chỉnh bạn phải làm cho nó chuẩn như là cái bài cuối cùng chứ không phải gửi cho giảng viên một cái bài nó gì ạ? Một cái bài như bản nháp ấy, giảng viên người ta không có hứng đọc, đúng không ạ? Cái thứ hai là khi bài của bạn cần phải chú tâm đến cái nhỏ nhất, cái chính tả, đúng không ạ? Cái trình bày, cái thể thức, cái cách diễn đạt đọc đi đọc lại và sửa gì ạ? Thật chuẩn nhất để ra hội đồng người ta nhìn với bài của bạn. Ôi sao con bé này nó là sinh viên mà nó chuẩn chỉ như này đúng không ạ? Từng dấu chấm, dấu phẩy, từ cái trích nguồn từ cái tên ảnh từ cái gì, từ cái cái phụ lục vân vân không có cái gì để chê cả những cái đó là cái bạn gì dễ nhất bạn có thể làm rồi không có gì để gì khó khăn cả cái khó khăn chính là cái phần nội dung cơ đúng không ạ cho nên tôi muốn các bạn là gì hoàn chỉnh đến cả cái nhỏ nhất đúng không ạ? ra hội đồng là hội đồng chỉ có vỗ tay khen thôi đúng không ạ? nó quá chỉn chu đúng không ạ thì đấy là cái số 7 và tôi nhận thấy rằng là gì, những bạn mà đạt giải cao thường là những bạn chỉn chu ngay từ cái phần này được chưa và cái cuối cùng là gì chúc các bạn thành công um 6 tháng sau um, các bạn hy vọng các bạn sẽ gặt um, trái ngọt đúng không? Được nghỉ ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, được nhận giấy khen của hiệu trưởng đúng không? Mang về quê tặng bố mẹ thì đấy là cái món quà ý nghĩa nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy theo dõi thêm các cái video khác của tôi để có thể là gì ạ? Um, biết thêm một số cái tip để có thể làm bài tốt hơn. Cảm ơn các bạn.